吃什Ăn么gì呢？vậy?没吃Không什có么，gì.没Không吃có什么，gì嘴sao miệng巴lại黑đen?了。偷吃Lén什ăn么gì了？vậy?我在Em吃đang巧克ăn力sô cô呢。la.哇，哪Sô来的cô巧la克ở力đâu呀？ra? Em我上次lúc去em tới县huyện城thành的lần时候，trước在mua ở商cửa店里tiệm.买的。就这个Ở县huyện城thành还有这么cũng có香的。đồ hiếm à.对啊，金Đúng,姐，chị你也cũng吃一gì?块尝Chị尝cũng thử吧，một miếng可好đi.吃可Rất甜ngon,了。rất ngọt.算了，Thôi,太quý咸了，hiếm quá,我不敢chị吃。không dám ăn.放好吧。Cất kỹ một chút.其实Thật我也不ra舍得em cũng吃，không dám ăn.我准Em备留định给để cho孩bọn子们，trẻ,他们bọn太chúng可đáng怜thương了。hơn.今天我还听Hôm见他qua们em说，còn nghe nói,说很久没lâu吃lắm过rồi chưa糖được果，ăn kẹo,都快忘了sắp糖果quên是mất什么vị滋kẹo味了。rồi.还是Chia放cho点chúng糖ăn吃。vậy.冰箱Văn有Hương糖à,吗？嗯，你em怎么thấy看thế见我们nào保育院về新mấy đứa收了这trẻ几个孩子？mà viện chúng ta mới nhận?那几个Mấy孩đứa子trẻ呀，đó à,他们看起来trông是chúng挺rất皮nghịch,的，特đặc别是biệt那个là cậu叫bé胡tên顺的Hồ孩Thuận.子。Mấy最ngày近gần这几đây,天，phó高viện副院trưởng长和Cao方副院và长phó viện trưởng Phương为了这两个vì孩chuyện子của的hai đứa事trẻ情này吵得mà不cãi可nhau rất开交，lớn.我都Chị快sắp被bị他bọn们烦họ死phiền chết rồi.了。那要Vậy chị不tìm bọn họ你找nói他们chuyện thử谈谈xem.呢，把Nói这rõ事儿chuyện说này,清楚，vậy là giải quyết是不được是就vấn能đề解rồi决đúng问题không?了？我Chị是muốn想tìm找方phó副viện院trưởng长，Phương để nói chuyện,可是nhưng mà他gần最đây anh近ta好dường像很như不理智，rất thiếu lý trí,也非常cũng的rất cực偏激。đoan.跟他Có说nói什么，gì anh ta他都cũng听không不进chịu去，nghe. Vậy所以nên可chị把我lo给sắp愁死chết.了。其实Thật我ra看thì方em院长thấy phó viện他trưởng人Phương挺rất好là的，哎，tốt.算了，Thôi vậy,跟你có说你也nói不em明cũng không hiểu.白。Ngủ早点sớm睡吧đi,啊，嗯，刷个nhớ đánh牙，răng小đó,心蛀牙。cẩn thận sâu răng. Đi thôi, mau lên. Đại đội trưởng, anh nói xem, con ngựa cái này cũng đa tình thiệt. Trên đường về hôm nay, nó thấy một con ngựa đực, liền ghi nhớ, suýt nữa chạy tới huyện. Cũng may mắn tìm được nó về. Đại đội trưởng, tôi suy nghĩ, động vật có thể, cái theo đuổi đực, vậy con người cũng có thể, nữ theo đuổi nam. Không ngờ cậu còn chờ con gái theo đuổi cậu à? Không có cửa đâu. Kho cháy rồi, nhanh lên, kho cháy rồi, mau dập lửa, đi mau, dập lửa, mau lên, mau lên, mau đi dập lửa, mau, mau lên, mau lên, mau, kho cháy rồi, mau lên, mau dập lửa, cháy lớn rồi, mau lên, mau lấy nước, mau. Mau lên. Kho cháy rồi, mau đi dập lửa. Dập cái gì? Đi mau thôi, đi ăn bánh bao lớn. Vừa rồi anh ra ngoài một lát, kho liền bị cháy. Có phải do anh phóng hỏa? Không phải tôi phóng hỏa cho mọi người à? Nếu tôi không đốt, chúng ta làm sao mà chạy? Đi mau thôi, còn không đi, chút nữa là không còn cơ hội. Đi mau, em không đi, em sợ. Đi mau, đi. Đại đội trưởng, viện chăm sóc bị cháy à? Không ổn, mau lên. Mau lên, mau. Coi chừng, cẩn thận. Cẩn thận.
Mau mang nước tới đây. Mau lên, mau lên. Sao vậy? Tránh ra. Đại đội trưởng cẩn thận. Quân giám Minh, anh muốn gì? Nguy hiểm. Đại đội trưởng, bên trong có lương thực. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, Quân Di, nguy hiểm, đừng vào, nguy hiểm lắm, thả tôi ra. Quân Di, nguy hiểm, đừng vào, cẩn thận. Cẩn thận, mau lên. Đại đội trưởng Phương, không xong rồi, bọn trẻ đã chạy trốn. Chạy đi đâu? Vừa chạy ra khỏi cổng, không biết chạy đi đâu. Mọi người tiếp tục cứu quả, lấy lương thực. Tiểu Đồng, theo tôi. Cẩn thận. Nào, viện trưởng, nhanh lên. Mau lên, mau lên. Nguy hiểm. Cẩn thận. Nhanh lên, nhanh lên. Mau lên. Mấy đứa, đừng chạy, mã lực. Lộ dao. Đại đội trưởng Phương tới rồi, làm sao đây? Đi thôi, mau. Mấy người các cậu, có đi không? Không đi chứ gì. Được, không đi chúng ta đi. Em không đi. Em không tới chỗ 14 người Nhật của em à? Em không muốn đi. Em tới đó có đồ ăn đủ, không đói đâu. Có đi không? Không. Có đi không? Đi. Em không đi. Cứu Phương, cứu cháu, nhanh. Đừng chạy. Đại đội trưởng Phương, bọn chúng đâu? Bọn chúng dẫn theo A Bảo tới chỗ giặc Nhật rồi. Quân Nhật nói sẽ đưa cho bọn cháu rất nhiều đồ ăn ngon. Mấy đứa ngốc, trông chừng chúng, tôi đuổi theo. Đại đội trưởng chú ý an toàn. Chú nói mấy đứa, sao vậy? Lời của quân giặc mà cũng tin được? Hồ Thuận nói mà. Hồ Thuận bảo giết người, mấy đứa cũng giết à? Đi mau. Mấy đứa, đi mau. Các anh em chuẩn bị chiến đấu. Chú Phương, cứu cháu. Chú Phương, cứu cháu. Dừng lại. Chú Phương, cứu cháu. Mấy đứa, đi mau. Mau nằm xuống. A Bảo, A Bảo, A Bảo, A Bảo đừng chạy, A Bảo đừng chạy, đừng chạy, A Bảo nằm xuống, chú Phương, A Bảo, chú Phương. A Bảo, A Bảo, có đưa người tới không? Đằng Nguyên, cậu ta chạy rồi. Cái gì? Bắn chết mày. Các anh em rút đi. A Bảo, A Bảo, đại đội trưởng, A Bảo, ở đây có một đứa còn sống, cố lên, nhóc con, cố lên, đại đội trưởng, nhanh, bác sĩ giả, Văn Hương, nào, bác sĩ giả, nhanh, đứa bé này làm sao vậy, bác sĩ giả, cậu ta trúng đạn, mau lên, sao vậy, cậu bé trúng đạn, mau, sao vậy, bác sĩ giả, mau cứu cậu ấy. Bị thương rất nặng, sẽ không sao đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Mọi người ra ngoài đi. Nào, kéo màn lại. Được, mau. Mang băng qua đây. Bác sĩ giả, nhớ cứu cậu ấy. Cô chịu vết thương. Chuyện gì vậy?
Hồ Thuận, lúc đám trẻ bỏ chạy, trên đường gặp phải quân Nhật. Quân Nhật nổ súng với chúng, đã bắn trúng Hồ Thuận và A Bảo. Xem đi, xem đi, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Vẫn xảy ra chuyện. Bác sĩ Giả, cô phải cứu cậu bé. Đừng nhiều lời. Được rồi, mấy đứa nói đi, rốt cuộc là sao? Nói đi, đều nói là không nói. Nói đi. Dân sinh dân quyền, đừng sợ. Nói đi, lại phóng quả. Vì sao muốn chạy theo Hồ Thuận? Lộ dao. Cháu nói đi. Là đám Hồ Thuận phóng quả. Hồ Thuận nói bọn họ từng bị người Nhật bắt. Người Nhật rất tốt với họ, cho họ ăn cá, ăn thịt, còn có cơm trắng. Dân sinh, Hồ Thuận nói như vậy à? Dân, dân quyền, cháu cũng nghe thấy à? Dạ có. Hồ Thuận còn nói đến Nhật Bản là tới thiên đường, có thể ngày ngày ăn thịt cá, còn có thể ngày ngày tắm suối nước nóng. Cậu ta còn nói nếu không theo cậu ta sẽ phải đói chết, bệnh chết, ở viện chăm sóc. Lời như vậy mà cũng tin à? Nếu quân Nhật thật sự tốt, lại đốt nhà các cháu, giết ba mẹ các cháu sao? Các cháu cũng đâu phải 3-4 tuổi. Lời giới vẫn như vậy mà cũng tin. Chú đã nói rồi, Hồ Thuận và mấy đứa nhóc đó chắc chắn có vấn đề, đã bị người Nhật tẩy não. Các cháu, các cháu có biết vì sao người Nhật muốn đưa các cháu đi không? Là vì muốn biến các cháu thành nô lệ, để các cháu giết người Trung Quốc. Nếu các cháu không nghe lời, sẽ rút máu các cháu, dùng cho thương binh của chúng. May mà các cháu không đi, nếu không sẽ kết cục thê thảm. Sau này còn gặp chuyện như vậy, đừng để mắc bẫy. Có hiểu chưa? Dạ hiểu. Được rồi, nhớ lấy bài học lần này, về ngủ đi. Lộ Dao, Mã Lực ở lại, những đứa khác quay về. Hai đứa nói xem, vì sao A Bảo cũng chạy theo Hồ Thuận? Là Hồ Thuận ép em ấy đi. Hồ Thuận vừa tới đã tìm Đặng Nguyên gì đó. Đặng Nguyên gì? Tên là Đặng Nguyên Thắng Bảo. Đúng, Đặng Nguyên Thắng Bảo. Đặng Nguyên Thắng Bảo là gì? Liên quan gì A Bảo? Cháu không biết. Hồ Thuận từng nói gì với A Bảo? Các cháu có nghe không? Bọn họ nói thầm với nhau. Cháu không nghe được. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Phó viện trưởng Phương, anh xuất thân quân nhân, hành động của Hồ Thuận có lẽ anh có thể nhìn ra. Tôi đã nói từ lâu, mấy đứa trẻ này có vấn đề. Tôi không cho nhận, anh cứ muốn nhận. Được rồi, giờ lớn chuyện rồi, anh nói xem phải làm sao. Tôi nói rồi, mấy đứa trẻ này gây ra chuyện gì tôi sẽ gánh hết. Hai đứa chết, ba đứa bỏ chạy. Chúng ta thiếu nhất là lương thực, cũng bị đốt cháy. Bị đốt hết rồi, anh làm sao mà gánh? Muốn chém muốn giết, tôi chấp nhận.
Anh có thái độ gì vậy? Bác sĩ Giả, tình hình cậu bé sao rồi? Có nguy hiểm không? Bị thương vào nội tạng. Hiện giờ thần trí cũng không tỉnh táo. Phải xem có qua được tối nay hay không. Cảm ơn. Cậu bé, uống miếng nước. Thế nào? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Bây giờ cháu có thể trả lời chú vài câu không? Vì sao người Nhật muốn bắt A Bảo? Bố A Bảo là người Nhật. Sao bố A Bảo lại là người Nhật? Sao chú không nhìn ra? Mẹ của A Bảo là người Trung Quốc. A Bảo lớn lên ở Trung Quốc. Vậy người Nhật bắt cậu bé làm gì? Bố A Bảo là nhà khoa học, không nghe lời, bắt A Bảo về. Ông ta sẽ nghe lời. Hồ Thuận nói như vậy. Chú hiểu rồi. Cậu bé đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Chú Phương, cháu sai rồi. Đừng nói vậy. Đều là lỗi của chú. Cháu đừng nói nữa, dưỡng bệnh đi. Lát nữa chú lại thăm cháu. Thật quá bất ngờ. Ầm ĩ một hồi, bố qua bảo lại là nhà khoa học Nhật Bản. Hồ Thuận nhận lệnh của quân Nhật tới bắt A Bảo để uy hiếp bố cậu bé. Mục đích là để bố A Bảo phục vụ cho quân Nhật. Kết quả không bắt được A Bảo, liền giết luôn Hồ Thuận. Cái chết của A Bảo càng chứng tỏ lai lịch của Hồ Thuận không đơn giản, cũng đã chứng minh phán đoán của tôi về viện trưởng Thẩm là hoàn toàn chính xác. Giờ thì đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, chân tướng sự việc cũng đã làm rõ. Viện trưởng à, có phải cô nên nói vài câu không? Rốt cuộc chuyện này phải làm sao đây? Tạm thời đình chỉ một tháng trước, viết một bản kiểm điểm. Sau này phải xem biểu hiện của anh. Chuyện này vậy là xong à? Hồ Thuận chết rồi, tạm thời không nói. A Bảo cũng chết rồi. Một đứa trẻ đáng yêu, ngây thơ như vậy, cứ thế mà chết. Nghĩ thôi cũng đau lòng. Tôi rất đau lòng, cô có biết không? Còn nữa, lương thực bị đốt. Lương thực bị đốt, cô có biết nghĩa là gì không? Nghĩa là đã thiêu cháy tương lai của cả đám trẻ viện chăm sóc chúng ta. Đình chỉ một tháng, viết kiểm điểm, nhẹ tựa lông hồng. Làm vậy là xong à? Rõ ràng cô đang bao che. Anh bảo tôi bắn chết anh ta, anh mới vừa lòng à? Vậy cũng đáng. Viện trưởng, viện trưởng, đứa bé bị thương sao rồi?
cậu bé mất rồi. Cô đi trước đi. Xem đi, xem đi, lại chết rồi. Mạng người quan trọng, mạng người quan trọng. Trên đời này có gì quan trọng hơn mạng người chứ? Thẩm Quân Di, chuyện này xử lý như thế nào? Tôi không quan tâm. Hai người bàn nhau đi. Quyết định ban đầu của anh quả thực quá thiếu lý trí. Xin lỗi. Quả thực tôi đã sai. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về mấy đứa trẻ đó. Nào biết sau lưng chúng đã có âm mưu lớn như vậy. A Bảo đáng thương và mấy đứa trẻ đó. Sao tôi có thể ăn nói với cha mẹ đau khuất của chúng chứ? Chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể cứu vãn. Tôi hy vọng sau này anh đừng quá ganh đua với Cao Tự Tôn. Tôi cần ganh đua với anh ta à? Từ đầu tới cuối chuyện này, không phải anh luôn so kẻ với anh ta sao? Tôi đường đường là quân nhân, tôi so kẻ với anh ta à? Anh ta xứng sao? Đúng, tôi biết anh coi thường anh ta, anh ghét anh ta. Nhưng đây là công việc, vẫn cần coi trọng đại cục. Đừng để tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Tới chừng đó hại chết tất cả mọi người, trách nhiệm này chúng ta gánh không nổi. Cô quý gì tôi không hiểu. Là vì quan hệ của tôi và Cao Tự Tôn à? Sai rồi. Quan hệ của cô và hắn liên quan gì tôi? Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô. Cô đừng coi viện chăm sóc là cửa tiệm gia đình của hai người. Anh đợi đã. Anh vừa nói gì? Mở tiệm gia đình gì? Anh có còn là con người không? Từ lúc đột phá vòng dây từ châu tới ngày hôm nay, suốt dọc đường sống chết mấy lần, anh nhìn rõ ràng. Tôi đang mở tiệm gia đình à? Hôm nay anh Vương Giám Minh phạm sai lầm lớn, tôi không trách anh. Trong lòng tôi còn buồn hơn anh. Tôi sợ anh tự trách, tôi sợ anh áy náy. Nhưng mà anh lại có thể nói như vậy, làm tổn thương tôi. Anh đừng quên, tôi cũng là con người, tôi có trái tim. Nào, mỗi người một miếng. Cầm lấy. Đây. Nào. Nữ nữ. Các em, cái này gọi là sô-cô-la. Một loại kẹo của nước ngoài. Ăn vào, hơi ngọt, cũng hơi đắng. Rất ngon. Lúc các em ăn, nhất định đừng nuốt ngay. Phải để nó tan trong miệng, để nó từ từ tan ra. Mấy đứa thử đi, có ngon không? Mau. Có ngon không? Ngon. Đã hạ sốt rồi. Uống thuốc vào sẽ khỏi bệnh thôi.
Tất cả mau tập hợp. Tất cả mau tập hợp. Các em ra bên ngoài tập hợp. Chạy chậm thôi, đừng để bị ngã. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi ra ngoài xem thử. Được. Các giáo viên, các em học sinh, sở dĩ hôm nay gọi mọi người tập hợp là vì có một chuyện rất quan trọng cần nói với mọi người. Việc tối qua hẳn mọi người đều biết, tổn thất nặng nề. Ba đứa nhỏ bị quân Nhật bắn chết, ba đứa mất tích, lương thực cũng bị thiêu đốt. Tổn thất nghiêm trọng như vậy là do ai gây ra? Người này chính là phó viện trưởng của chúng ta, Phương Giám Minh. Từ lúc đột phá vòng dây Từ Châu, chúng ta phải thừa nhận Phương Giám Minh về mặt công tác bảo vệ trẻ em đã có cống hiến nổi bật, có công lao. Nhưng Phương Giám Minh làm người làm việc không đủ khiêm tốn, anh ta ỷ công tự kiêu, trong mắt không có ai, không chịu nghe phê bình, không chấp nhận ý kiến chính xác, khăng khăng nghe theo ý kiến của bản thân, nên mới tạo nên tổn thất nghiêm trọng như ngày hôm nay. Mọi người nhìn xem, A Bảo quạt bác đáng yêu, hôm qua còn cùng chúng ta nhảy nhót vui vẻ, hôm nay thì sao, đã mãi mãi rời xa chúng ta, khiến người ta đau lòng. Phương Giám Minh đã từng nói, nếu vì thu nhận mấy đứa trẻ Hồ Thuận xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh ta một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm này gánh có nổi không? Xét thấy biểu hiện công tác trước đây của Phương Giám Minh, chúng tôi đã quyết xử phạt anh ta. Hủy chức vụ phó viện trưởng của anh ta, yêu cầu anh ta giúp nấu bếp, dọn dẹp nhà vệ sinh, mỗi ngày viết văn bản báo cáo tư tưởng với viện trưởng, viện phó. Sau này theo thái độ nhận sai và hành vi hối lỗi của anh ta sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Lệnh này viện trưởng phân viện thứ 7 trực thuộc Tổng hội chăm sóc trẻ em thời chiến Thẩm Phương Di đã ký. Phương Giám Minh, vừa rồi tuyên bố quyết định phạt với anh nghe rõ chứ? Đã rõ. Rất tốt, đã nghe rõ. Vậy chúng ta tan họp. Đi thôi các bé, đi thôi, đi, tan họp, đi. Rốt cuộc anh bàn bạc với ai? Trước mặt toàn bộ giáo viên và bọn trẻ, anh đã bàn bạc với ai? Còn muốn làm lớn chuyện? Nói đi, hỏi anh đó. Em cảm thấy làm vậy không thích hợp à? Đương nhiên không. Chúng ta đã bàn, tuyên bố ở buổi họp giáo viên, anh làm như vậy có ý gì? Anh đúng là quá đáng. Ý của anh rất rõ ràng, anh muốn gây áp lực cho Phương Giám Minh, để anh ta biết lỗi, sửa chữa sai lầm. Chuyện này đã gây đả kích rất lớn đối với anh ấy. Anh còn làm chuyện như vậy, anh không cảm thấy độc ác à? Em nói đúng. Anh muốn phải độc ác, dập tắt thói kiêu ngạo của anh ta, để anh ta ở trước mặt của anh đừng có tự mãn, không có anh ra gì. Được rồi, làm như vậy anh vui rồi chứ? Vậy tôi phải làm sao? Anh ta sẽ cho rằng chuyện này do tôi nghĩ ra. Rõ ràng chuyện này do một mình anh tiền trảm hậu tấu, sẽ khiến người ta cảm thấy hai chúng ta thông đồng. Không phải em sợ tổn thương tới anh ta sao? Đúng. Tôi cảm thấy việc gây tổn thương như vậy không hề cần thiết. Đây không phải gây tổn thương, đây là trừng phạt. Ai bảo anh ta làm sai? Cao tự tôn, anh làm người hào phóng một chút đi. Đừng lần nào cũng lén lút thập thà thập thục, tôi cảm thấy rất phiền. Không phải em cảm thấy anh không tốt với Phương Giám Minh sao? Anh nói lời này có ý gì? Từ trước tới nay em luôn coi thường anh. Chuyện này trong lòng anh hiểu rõ. Anh thật sự không hiểu nổi, vì sao cả ngày tới tối em muốn giả vờ không hề liên quan tới anh? Rốt cuộc em ra vẻ cho ai coi? Hai chúng ta vốn không có quan hệ mà. Cao tự tôn, phiền anh mau bỏ thói bị ổi của anh đi. Thế giới này vốn bị ổi mà.
Ba bảo các cháu, chú Phương có lỗi với các cháu. Chú là quân nhân, nhưng vì lỗi lầm của bản thân đã khiến các cháu phải bỏ mạng. Chú có lỗi với cha mẹ trên trời của các cháu. Các cháu yên tâm, sẽ có một ngày chú nhất định báo thù rửa hận cho các cháu. Đại đội trưởng, nghĩ gì vậy? Không có gì. Đại đội trưởng, tôi cảm thấy chuyện này không đúng. Sao không đúng? Tối qua, lúc hai chúng ta đuổi theo ngựa, trước lúc đi, tôi đi xem cánh cửa do tôi khóa. Sao cánh cửa lại tự mở? Là ai mở ra chứ? Bọn trẻ muốn tự mở, sao lại không thể mở ra? Tôi xem rồi, khóa bị phá. Phá khóa? Vậy không cần nghĩ, chắc chắn là Cao Tự Tôn làm. Không thể nào, Cao Tự Tôn tự mình nhốt, sao có thể tự mình phá? Chuyện này có gì là không thể? Anh nhìn bộ dạng lắm lét đó của Cao Tự Tôn đi, vừa nhìn đã biết là người xấu, toàn suy nghĩ xấu xa. Không phải anh ta thì còn ai? Lỗi của bản thân, đừng đẩy qua người khác. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đúng, chúng ta phạm sai lầm, không phải chỉ là chút sai sót sao? Cao Tự Tôn có thể làm vậy à? Anh ta triệu tập toàn bộ học sinh và giáo viên tập hợp ở sân, để thi thể bọn trẻ ở bên trên. Làm vậy cũng là sỉ nhục người ta quá đi. Đổng Gia Tường, họ Cao dựa vào đâu mà làm vậy? Không được viện trưởng Thẩm đồng ý, anh ta có quyền làm vậy à? Đại quý, viện trưởng Thẩm không thể. Cô ấy tốt với đại đội trưởng thế nào, anh và tôi không phải không biết. Đúng là cô ấy tốt với đại đội trưởng, nhưng mà lúc quan trọng, người ta là vợ chồng, cô ấy có thể hướng tới người khác sao? Gì mà vợ chồng? Chưa kết hôn, sao gọi là vợ chồng? Đúng là chưa kết hôn, nhưng mà cũng đã nhận con nuôi. Thế này có gì mà khác chứ? Anh nghe thấy à? Anh nhìn thấy à? Đổng Gia Tường, tôi tận mắt nhìn thấy nữ nữ. Gọi Thẩm Quân Di, viện trưởng Thẩm là mẹ Thẩm. Con bé gọi Cao Tự Tôn là bố Cao. Đã nhận người ta làm bố mẹ nuôi luôn rồi. Anh nói xem chuyện này là sao? Tính làm sao đây? Không thể nào. Đại quý, anh nhìn sai rồi. Không có. Được rồi, cãi nhau cái gì? Vẫn chưa thôi à? Đại đội trưởng, tôi không phải ý này. Các cậu nói như vậy là có tác dụng gì? Không phải, tránh ra. Đại đội trưởng, anh đừng giận. Đại quý chẳng biết gì cả. Đại đội trưởng, đừng giận. Tôi là người thành thật, tôi không có ý gì hết. Anh biết mà. Đại đội trưởng, tôi nghĩ như vậy, chúng ta không làm với họ nữa, chúng ta tìm quân đội. Càng làm càng bực. Tôi không biết bực à? Tôi cũng biết bực. Vậy đại đội trưởng, chúng ta đi thôi. Đương nhiên phải đi. Chúng ta đi đâu? Thu dọn đồ về quân đội. Hai đứa không nghe lời. Hai đứa không nghe lời. Không nghe lời. Đại đội trưởng Phương là ai? Là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hai đứa hay rồi. Gọi đám nhóc côn đồ hồ lưu tới, hại đại đội trưởng bị liên lụy. Hai đứa đúng là không thể để mẹ bớt lo mà. Hai đứa khiến mẹ không thể yên tâm được. Mẹ ơi, chúng con biết sai rồi. Biết sai có tác dụng gì? Các con biết các con như vậy, đại đội trưởng không nên cứu các con, để các con bệnh chết, đói chết, bị chó quan ăn, đúng là tức chết. Tức chết mẹ mà. Chúng ta đi đâu? Đến quân doanh gần đây xem. Chúng ta về quân đội thật à? Lâu vậy rồi không về quân đội. Cậu không muốn à? Anh thật sự bỏ mặc viện chăm sóc sao? Không chịu nghe lời. Không chịu nghe lời.
Không chịu nghe lời. Không chịu nghe lời. Bác sĩ giả, cô làm gì vậy? Sao cô có thể đánh bọn trẻ? Chúng gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi đánh như vậy là nhẹ rồi. Hai đứa đứng đây làm gì? Nhanh chạy đi. Dám à? Xem đứa nào dám chạy. Bác sĩ giả, cô làm sao vậy? Sao có thể đánh trẻ con? Đại đội trưởng, chúng tôi có lỗi với anh. Có lỗi với anh. Bác sĩ giả, cô đừng nói vậy. Chuyện này là tôi không đúng. Anh đừng chuyện gì cũng nhận lên người của mình. Là hai đứa trẻ con tôi đã gây quả. Chút nữa tôi sẽ đi xin viện trưởng Thẩm, phó viện trưởng Cao, xin họ phạt nặng hai đứa trẻ này, xin họ quỷ trừng phạt với anh. Quyết định đã đưa ra. Chuyện này là do tôi làm không tốt, tôi phải chịu trách nhiệm. Cô tuyệt đối không nên đánh bọn trẻ. Mấy anh đi đâu vậy? Chúng tôi đi làm chút chuyện. Đi, đừng đánh từ nhỏ nữa. Đi. Bác sĩ giả, đừng đánh nữa. Gặp lại sau. Đại quý, không phải đại đội trưởng mấy anh không về nữa chứ? Tính khí của đại đội trưởng tôi cũng không biết, không dám chắc. Dạ, nhất định phải khuyên anh ấy, bảo anh ấy phải quay lại. Chúng tôi không nỡ xa anh ấy. Được rồi, tôi sẽ khuyên. Tôi cũng không nỡ xa mọi người. Đi nha. Nhân sinh dân quyền, nhanh. Cẩn thận. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng Thẩm, đại đội trưởng Phương, đại đội trưởng Phương đi rồi. Đi. Nói là đi từ quân đội. Anh ta bị phạt trước mọi người, liền muốn quay về quân đội. Tôi cũng cảm thấy phó viện trưởng Cao làm hơi quá. Làm sao đây? Đi khuyên anh ấy đi. Đúng, viện trưởng. Không được, không được đi. Hành động này của anh ta quá trẻ con. Viện trưởng Thẩm, như vậy phải làm sao? Phải làm sao? Vậy chúng ta đi đi. Giang Hương, đi. Đại đội trưởng Phương, đại đội trưởng, đại đội trưởng Phương, đại đội trưởng Tiểu Động. Họ đi thật rồi, đi thật rồi. Đi thật rồi à? Đi thật rồi. Giả Dân về báo tin Giang Hương đã đuổi theo. Sẽ không gọi về chứ? Giả Dân về báo tin Giang Hương mới đi đuổi theo. Phương Giám Minh đó đã đi xa mấy dặm rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt. Viện trưởng, phó viện trưởng Phương sẽ không đi đâu. Vì sao anh dám khẳng định? Tôi hiểu đại đội trưởng Phương, anh ta là người có trách nhiệm, sẽ không tự mà biết. Anh không hiểu đâu. Cảm ơn, tôi không cần. Con người của anh ta giống như con gà trống kiêu ngạo, có lúc lại cứng đầu như lừa. Nếu anh theo ý của anh ta thì điểm nào anh ta cũng tốt, nhưng mà nếu chống lại, anh ta sẽ xấu hơn bất kỳ ai. Viện trưởng, cô đừng vội. Như vậy đi, tôi ra ngoài tìm hiểu. Họ Phương vừa đi, em đã buồn ra như vậy. Anh đoán anh có chết em cũng sẽ không buồn. Nếu không có chuyện gì, mời anh ra ngoài cho. Thẩm Quân Di, em buồn cho ai xem?
Cho Phương giám minh xem mà. Anh ta đi rồi, không thấy nữa. Buồn cho anh xem. Chứng tỏ tình cảm hai người rất sâu đậm. Xin lỗi, anh không cảm nhận được. Anh không hiểu nổi Phương giám minh rốt cuộc là gì của em. Anh ta đi, em buồn như vậy. Không phải hai người đã vụng trộm gì chứ? Cao Tự Tôn, anh đúng là kẻ tiểu nhân. Anh biết rõ chúng tôi trong sạch, lại vẫn muốn tạt nước bẩn lên người chúng tôi. Anh vui rồi à? Anh ta đi rồi, sau này viện của chúng ta do anh quản lý. Quản thì quản, sợ cái gì?